Rồi. Thế thì chuyện đầu tiên chứ khi ở đây là cũng kinh tế làm ăn xa xôi mà điều kiện làm ăn đến đi là cũng vui vẻ. Trước khi có trừ có điện hàng xóm hay đi với lại cho con em đi học trưa kia là hơi vắng vẻ, trừ là có điện để em đi học hàng ngày cũng là bình thường, có điện mặt trời, năng lượng mặt trời bên nhà nước cho đó, với lại cuộc sống trừ cũng đầy đủ như ao hồ, ao cá đó.